Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC vừa loại Việt Nam ra khỏi danh sách những điểm đến có nguy cơ lây lan trong cộng đồng sau cuộc họp trực tuyến với Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ hôm 27 tháng 2, cơ quan ngoại giao của Việt Nam cho biết trên cổng thông tin chính thức. Website của Sứ quán Việt Nam nói, đại diện phía Mỹ gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh và CDC ra quyết định sau khi đánh giá tình hình thực tế. Trước đó, trong danh sách cảnh báo du lịch của CDC, Việt Nam, Iran, Singapore, Đài Loan và Thái Lan được xem là những điểm đến có nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Ngày 28 tháng 2, danh sách này không còn tên Việt Nam, trong khi Iran bị chuyển vào danh sách cảnh báo mức 2 cùng với Italy và Nhật. Trung Quốc và Hàn Quốc nằm trong danh sách cảnh báo mức 3, tức là mức cao nhất hiện nay. 16 người bị nhiễm corona tại Việt Nam, trong đó có 13 người Việt Nam, một Việt kiều Mỹ và 2 người Trung Quốc đã phục hồi, theo loan báo chính thức. Và từ ngày 13 tháng 2 tới nay, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm nào. Đại sứ quán Việt Nam nói đại diện của CDC đang lên kế hoạch thăm Việt Nam vào tháng 3 để tăng cường hợp tác và rằng Bộ Y tế Mỹ cũng cam kết xem xét hỗ trợ Việt Nam các trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19.